الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Thì inshallah chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu Kitab Riyad al-Salihin. Thì hôm nay chúng ta đã đến được phần 6 của Kitab. Thì phần 6 này chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề chào salam. Thì trong ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ tìm hiểu hai chương trong cái phần 6 này, đó là chương 131 và chương 132. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với chương 131. Thì chương 131 này có tựa đề tạm dịch là ân phúc của việc chào salam và lệnh phải đẩy mạnh việc chào salam. Thì ở đây tác giả đưa ra một số câu kinh. Câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا علي على أهلها. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với ý nghĩa: hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đi vào nhà của người khác trừ phi các ngươi đã xin phép và đã chào salam đến chủ nhà. Chương 24 An-Nur câu 28. Thì trong câu kinh này, Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh bảo những người có đức tin là khi đến nhà của ai đó thì nên chào salam đến chủ nhà và phải xin phép. Đó là phép lịch sự tối thiểu, là phong thái lịch thiệp của một tín đồ Muslim. Thì đó là một cái văn hóa phẩm hạnh đạo đức của Islam. Câu kinh tiếp theo mà tác giả đưa ra cho chương này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Tuy nhiên, khi nào các ngươi muốn vào nhà thì các ngươi hãy chào salam đến nhau bằng lời chào phúc lành mà Allah đã dạy cho các ngươi. Chương 24 An-Nur câu 61. Thì Allah bảo các bề tôi có đức tin của Ngài là hãy chào salam đến nhau mỗi khi vào nhà và mỗi khi chúng ta gặp nhau. Bởi vì lời chào salam là lời chào phúc lành mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã dạy cho các bề tôi có đức tin của Ngài. Câu kinh Quran tiếp theo mà tác giả đưa ra cho cái chương chương 131 này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مَا مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Khi các ngươi được chào hỏi lịch thiệp thì các ngươi hãy đáp lại bằng lời chào tốt hơn hoặc bằng lời chào tương tự. Quả thật Allah là đấng thanh toán hết tất cả mọi thứ. Chương 4 An-Nisa câu 86. Thì câu kinh này dạy chúng ta rằng khi được chào assalamu alaikum thì cái người được chào salam phải đáp lại giống như vậy, nói wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, hoặc đáp lại với câu dài hơn bằng cách thêm cụm từ wa rahmatullah, tức là nói wa alaikum assalam wa rahmatullah, hoặc chúng ta thêm nữa với từ wa barakatuh, có nghĩa là chúng ta nói wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thì cái lời mà đáp lại ít nhất là phải bằng câu của người chào, tức là khi họ nói assalamu alaikum thì chúng ta phải chào assalamu alaikum, khi họ nói assalamu alaikum wa rahmatullah chúng ta phải chào lại là assalamu alaikum salam wa rahmatullah bằng với họ. Còn không, nhưng Islam khuyến khích cái người được chào đáp lại dài hơn, có nghĩa là khi họ nói assalamu alaikum chúng ta nói wa alaikum assalam wa rahmatullah, khi họ nói assalamu alaikum wa rahmatullah chúng ta nói dài hơn nữa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Và câu nói, và cái câu nói mà tốt nhất đó là chúng ta nói wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Và ngay cả cái lời chào salam mà toàn vẹn nhất và hoàn thiện nhất và tốt nhất đó là câu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Đó là câu hoàn thiện nhất, tốt nhất. Tiếp tục tác giả đưa ra cái lời phán, lời câu kinh Quran tiếp theo cho cái chương 131 này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. Hả người Muhammad,
Có biết câu chuyện về các vị khách dinh dự của Ibrahim chưa? Khi họ đến với y, họ chào salam và y đáp lại lời chào salam. Chương 51, Az-Zariyat câu 24 và câu 25. Bây giờ chúng ta sẽ đến các hadith. Hadith 837. Hadith này do ông Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu thuật lại rằng một người đàn ông đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam việc làm hoặc hành động nào trong Islam là tốt nhất, thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam bảo tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi sallam bảo người đó, bảo người hỏi hãy nuôi ăn người nghèo và chào salam đến người quen và người không quen. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith khuyến khích việc nuôi ăn những người khó khăn túng thiếu, bởi đây là việc làm của lòng nhân đạo, kết nối các trái tim lại với nhau, và nó là việc làm gia tăng tình yêu thương giữa con người với nhau. Bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta phải chào salam đến nhau mỗi khi chúng ta gặp nhau, dù là chúng ta và chúng ta hãy chào salam đến cái người quen, cái người chúng ta quen hay là đến những người chúng ta không quen, bởi tất cả những tín đồ Muslim đều là anh em của nhau. Như vậy, hadith này nhấn mạnh muốn chúng ta thấy rằng chúng ta nên chào salam đến nhau, nên chào salam với tất cả mọi người, dù người đó chúng ta là người quen của chúng ta hay là những người chúng ta không quen, thì chúng ta khi gặp họ chúng ta nói assalamu alaikum, nếu như đó là người Muslim, đó là người có những người theo Islam. Hadith 838, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói lamma khalaqa Allahu Adam qala idhhab fasallim ala ulaika النفري من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم sau khi Allah đã tạo ra Adam alaihissalam, Ngài phán bảo người: ngươi hãy đi đến một nhóm thiên thần đang ngồi, chào salam đến họ, rồi ngươi hãy nghe họ đáp lại lời chào salam đến ngươi, bởi quả thật đó sẽ là lời chào của ngươi và của con cháu của ngươi. Adam nói: assalamu alaikum. Các thiên thần đáp: assalamu alaika wa rahmatullah. Các thiên thần đã thêm wa rahmatullah. Thì bài học từ hadith, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta biết lời chào assalamu alaikum tức là cái lời chào đã được Allah subhanahu wa ta'ala quy định cho đám bề tôi của Ngài kể từ khi Ngài đã tạo ra Adam alaihi salam. Bài học thứ hai đó là hadith khuyến khích cái người được chào salam nên đáp lại với cái câu salam dài hơn. Có nghĩa là khi được ai đó chào salam, assalamu alaikum, thì chúng ta khuyến khích đáp lại là wa alaikum salam wa rahmatullah. Còn dài hơn nữa càng tốt, wa rahmatullah wa barakatuh. Nghĩa là gì? Chúng ta nên đáp lại cái lời chào salam dài hơn cái người đã chào salam chúng ta. Thì đó là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith 839, ông Abu Umar al-Bara bin Azib radiyallahu anhu thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam ra lệnh cho chúng tôi 7 điều. Thứ nhất đó là thăm viếng người bệnh. Thứ hai là đi theo người chết, tức là đưa tiễn người chết đến nơi chôn cất. Thứ ba đó là cầu nguyện cho người hắt hơi. Có nghĩa là khi người hắt hơi nói alhamdulillah, chúng ta sẽ nói yarhamukallah. Hộ thứ tư đó là hỗ trợ người yếu thế. Thứ năm là giúp đỡ người bị đối xử bất công. Thứ sáu đó là đẩy mạnh việc chào salam. Và thứ bảy đó là trợ giúp người đã thề nguyện làm một điều gì đó để người đó không mang tội, không giữ lời thề. Thì bài học từ hadith
Bài thứ nhất đó là hadith cho chúng ta thấy những nghĩa vụ và những mà những tín đồ Muslim nên thực hiện đối với người anh em Muslim đồng đạo của mình. Và đó là đạo đức của Islam mà mỗi người Muslim cần phải nên giữ, nên gìn giữ và duy trì. Và đó là 7 điều. Thứ nhất là chúng ta phải đi thăm viếng người bệnh. Thứ hai đó là chúng ta phải đi tiễn đưa người chết đến ngôi mộ. Thứ ba đó là chúng ta cần cầu nguyện. Hay nói Yarhamukallah. Khi chúng ta nghe ai đó hắt hơi và họ nói Alhamdulillah. Và thứ tư đó là chúng ta giúp đỡ và hỗ trợ cho người yếu thế. Thứ năm đó là chúng ta giúp đỡ những người bị đối xử bất công. Thứ sáu đó là chúng ta phải đẩy mạnh việc chào salam. Và thứ bảy đó là chúng ta phải nên trợ giúp những cái ai mà đã thề nguyện làm một cái điều gì đó, một cái điều ngoan đạo nào đó, để cho cái người đó khỏi mang tội là không giữ lời thề nguyện do Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học thứ hai từ hadith đó là hadith kêu gọi chúng ta, kêu gọi các tín đồ Muslim đến với sự kết nối tình yêu thương. Và bài học thứ ba đó là hadith khuyến khích mỗi người tín đồ Muslim, chúng ta khi gặp nhau thì chúng ta hãy chào salam với nhau, với là kêu gọi chúng ta đến với việc là thường xuyên chào salam đến nhau. Hadith 840, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsalu salam bainakum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Các ngươi sẽ không vào thiên đàng cho đến khi nào các ngươi có đức tin, và các ngươi sẽ không có đức tin cho đến khi nào các ngươi biết yêu thương nhau. Các ngươi có muốn ta chỉ cho các ngươi một điều mà nếu như các ngươi thực hiện nó thì các ngươi sẽ yêu thương nhau hay không? Các ngươi hãy đẩy mạnh việc chào salam đến nhau." Bài học từ hadith. Bài học thứ nhất đó là hadith cho biết rằng không ai trong chúng ta được vào thiên đàng trừ phi người đó phải có đức tin iman nền tảng, và đức tin iman sẽ không được hoàn thiện trừ phi phải có tình yêu thương giữa các tín đồ Muslim với nhau. Bài học thứ hai, hadith nhấn mạnh rằng tình yêu thương giữa những người Muslim chỉ có được khi nào họ thúc đẩy việc chào salam đến nhau, có nghĩa là họ thường xuyên chào salam đến nhau. Họ cứ gặp nhau là họ nói assalamu alaikum wa alaikum assalam, thì những cái điều đó sẽ làm cho họ càng trở nên yêu thương nhau nếu như cái điều đó được thực hiện. Hadith 841, ông Abu Yusuf Abdullah bin Salam radiyallahu anhu thuật lại: "Tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam." Này hỡi mọi người, các ngươi hãy đẩy mạnh việc chào salam, hãy nuôi ăn người túng thiếu và hãy dâng lễ nguyện salat trong lúc mọi người đang ngủ, thì các ngươi sẽ vào thiên đàng một cách bằng an. Thì cái hadith này, cái lời nói này, đó là người sallallahu alaihi wasallam đã nói nó khi đã nói câu nói này khi mà ngài di cư từ Mecca đến Madinah. Thì ngay lúc mà người bước chân đến Madinah và người gặp tất cả mọi người, thì người đây là câu đầu tiên người đã nói với mọi người, người nói ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulunal jannati bisalam. Này hỡi mọi người, các ngươi hãy đẩy mạnh việc chào salam, hãy nuôi ăn người túng thiếu và hãy dâng lễ nguyện solat trong lúc mọi người đang ngủ, thì các ngươi sẽ vào thiên đàng một cách bằng an. Subhanallah. Chúng ta không cần làm gì nhiều cả. Chúng ta hãy chào salam đến nhau. Chúng ta hãy nuôi ăn những người nghèo nếu như chúng ta có khả năng. Và chúng ta hãy dâng lễ nguyện solat trong đêm khi mọi người đang ngủ say, thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng một cách bằng an nếu như chúng ta thực hiện những điều đó bằng tấm lòng vì Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học từ hadith đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta cố gắng duy trì việc chào salam đến nhau, hãy thường xuyên chào salam đến nhau,
Hadith cũng kêu gọi chúng ta nuôi ăn những người nghèo thiếu thốn, và chúng ta hãy cố gắng lễ nguyện Salat Sunnah trong đêm lúc mọi người đang ngủ thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng. Là đây đây là những cái việc làm hàng đầu đưa một người vào thiên đàng. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala cho chúng ta là những người biết giữ gìn những cái việc làm, những cái điều dẫn chúng ta đi vào thiên đàng của Ngài. Hadith 842, ông At-Tufail bin Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu thuật lại, ông nói: Có lần đến thăm Abdul tôi đến thăm Abdullah con trai của Umar vào buổi sáng, và tôi cùng với ông đi ra chợ. Thì ông đã chào salam đến tất cả những ai mà ông gặp trên đường đến chợ, và đến chợ thì ông chào đến những người buôn bán và cả những người nghèo. Không ai mà ông không chào salam đến họ cả. Rồi có một ngày nọ, trong một lần khác, tôi lại đến thăm ông và ông lại rủ tôi cùng ông đi ra chợ. Tôi nói với ông làm gì ngoài chợ chứ? Trong khi ông không mua bán, không hỏi thăm về các món hàng, cũng không dò hỏi về giá cả của chúng. Và ông cũng chẳng ngồi cùng ai ở ngoài đó cả. Chúng ta hãy ngồi ở đây, nói chuyện với nhau là được rồi. Ông Abdullah nói, này Abu Batan, tức là ông Al-Tufail, ông có cái bụng hơi to. Thì ông Abdullah mới nói, này Abu Batan, tức là cái người mà có cái bụng to, cái người bụng phệ. Thực ra chúng ta đi ra chợ là chỉ để chào salam mà thôi. Chúng ta sẽ chào salam cho những ai mà chúng ta gặp. Thì bài học từ hadith, các hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta chào salam đến nhau, và đó là điều sunnah. Và bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi người tín đồ chào salam đến tất cả những ai mà chúng ta gặp được. Và bài học thứ ba đó là hadith cho chúng ta thấy rằng các vị sahaba của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam luôn cố gắng tìm kiếm những việc làm noi gương theo đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì đến đây chúng ta đã kết thúc cái chương 131, và chúng ta tiếp tục đến chương 132. Thì chương 132 đó là cách chào salam. Ở đây tác giả muốn nói về những cái hadith hướng dẫn chúng ta cách chào salam như thế nào. Thì như chúng ta đã biết là khuyến khích cái người mở lời chào salam bằng lời là Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thì bởi vì đây là một cái lời chào đầy đủ và trọn vẹn nhất. Còn không chúng ta hay nói Assalamu alaikum. Thường xuyên là như vậy. Nhưng câu nói trịnh trọng, câu nói đầy đủ, câu chào salam mà gọi là hoàn thiện nhất, đó là chúng ta nói Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Và cái người mà đáp lại sẽ nói Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thì đây là cái lời chào salam, là cái lời đáp lại hoàn thiện nhất, tốt nhất, đầy đủ nhất, và được ban ân phước trọn vẹn nhất cho việc chào salam. Hadith 800 ở đây chúng ta không có, tác giả không đưa ra bất cứ câu kinh nào. Ở đây chúng ta có những cái hadith. Thì hadith 843, ông Imran bin Al-Husayn radhiyallahu anhu thuật lại: Một người đàn ông đến chỗ thiên sứ của Allah nói Assalamu alaikum. Thì thiên sứ của Allah đáp lại lời salam và người đàn ông ngồi xuống. Thiên sứ của Allah nói 10. Rồi một người đàn ông khác đến nói Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đáp lại và nói 20. Rồi một người đàn ông khác lại đến nói Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thiên sứ của Allah đáp lại lời salam và nói 30. Thì ở đây hadith chúng ta biết rằng phần ân phước sẽ được ban thêm tùy theo mức độ của cái lời chào salam. Ai chào salam nói Assalamu alaikum thì sẽ được 10 ân phước. Ai chào salam nói Assalamu alaikum wa rahmatullah thì sẽ được 20 ân phước. Và ai chào salam nói Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thì sẽ được 30 ân phước. Hadith 844, bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại: Thiên sứ của Allah sallam nói với tôi, đây là đại thiên thần Jibril, ngài chào salam đến nàng. Tôi nói alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thì bài học từ hadith Hadith chúng ta thấy rằng, thấy thứ nhất là bài học chúng ta thấy rằng hồng phúc của bà Aisha khi bà được đại thiên thần Jibril alaihi salam chào salam đến bà. Bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy rằng các thiên thần
chào Islam đến nhân loại. Và Hadith cho chúng ta thấy rằng Islam quy định nên truyền đạt lại lời chào Islam, tức là có ai đó gửi lời Islam thì chúng ta nên truyền đạt lại cái lời Islam của người đó đến cái người được nhắn gửi. Và cái người khi được truyền đạt lại cái lời Islam của ai đó thì chúng ta phải đáp lại cái lời Islam ấy. Hadith 845, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại, khi nói để giải thích hay truyền đạt một vấn đề gì đó thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường lặp lại 3 lần để người nghe hiểu được trọn vẹn. Và khi đến người đến với một đám người thì người thường chào salam đến họ 3 lần. Thì đám người ở đây nó mang ý nghĩa là một cái đám đông người, tức là có rất nhiều người. Thì bài học từ Hadith, tức là Hadith chúng ta thấy rằng chúng ta nên chào salam 3 lần đối với một đám đông nào đó, bởi vì một đám đó nó gồm nhiều người. Bởi vì khi chúng ta chào một lần thì có thể mọi người trong đám đông đó sẽ không nghe thấy. Có nghĩa là khi chúng ta chào salam một lần đến đám đông thì có thể là chỉ một số người ở gần chúng ta nghe thấy, còn một số người sẽ không nghe thấy. Thì khi chúng ta chào 3 lần thì inshallah có thể tất cả mọi người sẽ cùng nghe thấy. Thì đó là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith 846, ông Al-Miqdar radhiyallahu anhu nói trong một hadith dài, thì trong đó có cái phần nói rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam trở về trong đêm và người chào salam nhỏ tiếng không làm thức giấc người đang ngủ và đủ để người còn thức nghe thấy. Thì bài học từ hadith, đó là hadith cho chúng ta thấy rằng khi nào salam đến một nhóm người trong đó có người đang ngủ thì theo sunnah chúng ta nên chào salam nhỏ tiếng thôi. Chúng ta nên chào salam làm sao không làm thức giấc cái người đang ngủ, nhưng cái lời salam vẫn đủ để cho cái người còn thức nghe được. Thì đó là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith 847, bà Asma con gái của ông Zaid radhiyallahu anhu thuật lại, có một ngày bà nói có một ngày thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đi ngang qua trong masjid, lúc đó có một nhóm phụ nữ gồm khoảng 9-10 người đang ngồi, người đã giơ tay lên ra hiệu chào salam đến họ. Thì ở đây có thể mang nghĩa rằng thiên sứ của Allah vừa chào salam bằng lời và vừa ra dấu bằng tay, bởi vì trong một lời dẫn khác do Abu Dawud thuật lại ghi lại thì thiên sứ salam đã chào salam chúng tôi, cũng như là chào bằng cái lời. Thì bài học từ hadith, đó là hadith là bằng chứng cho phép chúng ta chào salam bằng lời cùng với việc đưa tay ra dấu nếu như cái người gì mà chúng ta được, cái người được chào ở xa chúng ta. Còn nếu như cái người được chào ở gần thì việc đưa tay ra dấu là makruh. Còn bài học thứ hai đó là hadith chúng ta thấy chúng ta được phép chào salam đến phụ nữ. Có một số ulama nói rằng nếu như chúng ta việc chúng ta gặp một đám phụ nữ hay một người phụ nữ chúng ta chào salam, mà cái việc chào salam đó chúng ta đảm bảo rằng nó sẽ không gây fitna giữa chúng ta với người phụ nữ đó thì chúng ta hãy được phép. Còn nếu như chúng ta cho rằng khi chúng ta chào salam thì lời chào salam đó có thể gây ra một sự fitna thì chúng ta không nên chào salam. Hadith cuối cùng của chương 132, đó là hadith 848. Ông Abu Juray al-Hujaymi radiyallahu anhu thuật lại, tôi đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Tôi nói, alayka as-salam, thưa thiên sứ của Allah. Thì thiên sứ của Allah sallam nói, chớ nói alayka as-salam, bởi alayka as-salam là lời chào dành cho người chết. Như vậy, khi lời chào salam của người Islam, đó là chúng ta nói assalamu alaikum, chứ chúng ta không được phép nói là alaikum assalam, bởi câu alaikum assalam có nghĩa là dành, đó là lời chào dành cho người đã qua đời. Thì hadith này dạy người tín đồ Muslim chúng ta cách chào salam đúng, đó là chúng ta nói assalamu alaikum, chứ chúng ta không nên nói alaikum assalam. Và ai chào như vậy, ai chào alayka hay là alaykum assalam thì đó là điều makruh. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta là những người luôn biết giữ gìn những điều sunnah.
đặc biệt đó là cái cách chúng ta chào hỏi nhau. Thì chúng ta hãy cố gắng chào hỏi salam nhau, bởi vì Nabi nói không ai được vào thiên đàng trừ phi người đó có đức tin, và không ai có đức tin trừ phi họ biết yêu thương lẫn nhau. Thì có một điều mà làm cho chúng ta, những người có đức tin, những người Muslim yêu thương lẫn nhau, đó là khi chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy nói Assalamu alaikum. Khi chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy nói Assalamu alaikum. Và vấn đề, và hiện nay chúng ta thấy cái lời Assalam này đã hầu như không còn được người Muslim chúng ta thực hành nhiều. Mà ngày hôm nay tôi thấy hầu như một người cho salam một người là họ quen biết nhau, họ mới cho salam với nhau. Còn không quen biết là họ hầu như làm ngơ. Hoặc là khi họ đến một đám đông nào đó thì họ chỉ cho salam đến cái người mà họ quen biết. Còn những người còn lại thì họ làm ngơ. Thì đó không phải là sunnah của thiền sư Muhammad Sallam. Bây giờ Nabi nói, trong hadith Nabi có nói là gì? Cái việc làm tốt nhất của một người đến hỏi Nabi, cái việc làm nào tốt nhất trong Islam, thì người nói đó là gì? Chào salam đến người chúng ta quen và đến người chúng ta không quen. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta là những người luôn duy trì sunnah của Nabi Muhammad Sallam, để chúng ta gặt hái được những cái điều ân phước ơn Allah subhanahu wa ta'ala, và để cho chúng ta trở thành những người Muslim biết yêu thương nhau và được sự thương xót của Allah subhanahu wa ta'ala. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ và xí xóa tất cả tội lỗi của chúng ta và thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.